Gạo lứt bà con ơi, có một số người không ăn được gạo lứt, mặc dù ta biết gạo lứt nó rất tốt, tốt vô cùng cho sức khỏe bà con à. Nhưng mà số người này và những người căn bệnh thế này vui lòng đừng ăn gạo lứt để cho nó tốt cho sức khỏe của mình bà con nha. Đó là những người có bệnh tim mạch, tiêu hóa kém, xuất huyết dạ dày, thiếu canxi, thiếu sắt, miễn dịch kém, hoạt động thị lực nặng, trẻ em tuổi dậy thì, người cao tuổi từ 70-80 trở lên, ốm gầy gò, đang hồi phục ốm mới khỏe dậy, phụ nữ sau khi sanh và phụ nữ cho con bú là vui lòng đừng ăn gạo lứt bà con ạ. À. Ăn gạo lứt nó không tốt gì cho sức khỏe và bệnh của mình, lâu lành, lâu bớt, lâu khỏi, đó là gạo lứt nha bà con. À, bà con à, nó rất tốt đúng không? Nhưng mà không nên ăn, những người không nên ăn là những người có bệnh tim mạch, tiêu hóa kém, xuất huyết dạ dày, thiếu canxi, thiếu sắt, miễn dịch kém, hoạt động, thể lực nặng, à, trẻ em tuổi dậy thì, người cao tuổi 70 trở lên, ốm, gầy gò, đang hồi phục, ốm mới khỏe dậy, phụ nữ sau khi sanh và phụ nữ đang cho con bú, vui lòng đừng ăn gạo lứt nha bà con. Ăn gạo lứt nó không tốt gì đâu bà con à. Đó, chứ không phải là tốt, nhưng còn lại là nó tốt hết. Nó tốt, gạo lứt nó tốt cho sức khỏe vì nó có nhiều vitamin, protein, chất xơ, canxi, sắt, kali natri, tốt cho tim mạch, giảm nguy cơ tiểu đường, tốt cho xương, giảm cân, tốt cho đường hô hấp, giảm xơ vữa, động mạch. À, nhưng mà không phải tốt là ta ăn bao nhiêu cũng được đâu nha bà con. Tốt mà chúng ta cũng ăn không quá một ngày 200 gram, ăn 6 ngày thì phải nghỉ một ngày. Ăn gạo lứt như cơm gì cũng được, nhưng mà ăn 6 ngày nghỉ một ngày, nhưng mà ngày ăn là không quá 200 gram bà con ạ. À, chúc bà con ta vui trẻ khỏe đẹp. Nào nào, xin chào.